chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc về cấu tạo hợp âm của bậc trưởng, bậc thứ và bậc ác, gọi là major, minor and dominant. Thuật ngữ bây giờ thì gọi là major, minor and dominant. Thật ra tôi không giỏi tiếng Anh lắm. Lại nha các bạn. Chúng ta nhớ hợp âm đô diatonic 7 nốt. Re mi fa son la si do. Đúng không? Đô re mi fa son la si do. Đấy, 7 nốt. Chúng ta đếm thêm. Re mi fa son la. Tức là từ đô lên tới nốt lá là 13 bậc. Đấy, nhớ 13 bậc nha. Hôm nay chúng ta sẽ làm hết hợp âm 13. Khoảng 8-9 cái gì đó. Các bạn chịu khó học. Rất cần thiết nếu mà chúng ta muốn trở thành chuyên nghiệp. Đây, đầu tiên Đô mi son. Đô mi son. Là chúng ta bấm sao? Vậy ai cũng biết. Đô mi son, đô mi son. Kế tiếp, bậc 1, 3, 5. Bây giờ là bậc 1, bậc 3, bậc 5 và bậc 7. 1 mi son si là đô major 7, tức là đô 7 cộng. Nhưng mà chúng ta không nói đô 7 cộng thêm, mà chúng ta nói đô major 7 đúng kiểu, là gồm có đô mi son si, đô son si mi. Cái thế này đẹp, âm thanh hơn. Đó, 1 3 5 gọi là hợp âm 3, tức là hợp âm gồm có 3 nốt cấu tạo. Thêm một bậc nữa là bậc 7. Chúng ta để ý hầu hết là chỉ là ở số lẻ thôi nha các bạn. Bắt đầu lên bậc 9. Đô mi son si and re. Đô mi son si re. Chính vì những cái giai điệu như thế này nó đẻ ra chúng ta nhiều. Dân miền Nam nó chưa đẻ nghe không hay. Nó sinh ra cho chúng ta nhiều giai điệu đẹp và lạ. Đúng không các bạn? Đây, kế tiếp là Đô mi son si re fa. Fa là bậc 11. Nhưng mà chúng ta thăng nó lên, cho nên gọi là hợp âm Đô 9 thăng 11. Tại sao phải thăng? Là bởi vì chúng ta có hợp âm sút. Sút 4 là fa bình, cho nên không thể thay fa bình trong trường hợp này. Đúng không các bạn? Rồi, 11. Tới phiên hợp âm Đô 13 thì sao? Chúng ta lại tính lên 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Đấy, tức là hợp âm Đô mà có Si, có Rê, có Pha thăng và có La. Nếu nhịp piano chúng ta có thể xài hết, đánh hết. Nhưng ở guitar chúng ta bị hạn chế ở số ngón tay và số ngón tay bên đây, cho nên là chúng ta phải đánh cái nốt 13. Nhưng mà ngầm hiểu trong đó tất cả những cái nốt mà chúng ta, cái tiến trình đi lên từ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 đều phải có mặt. Nói một cách nôm na như vậy, hợp âm 3 là chúng ta chơi 3 nốt. Hợp âm 4, dĩ nhiên nó chơi 4 nốt. Và hợp âm 7, hợp âm 9, hợp âm cộng 11, hợp âm 13, chúng ta chơi tất cả các nốt được điểm danh trong đó. Chơi như thế nào? Thể loại gì? Nó ở là một bài khác nha các bạn. Tiếp theo, hợp âm đô mà S2
bậc 2, tức là hậu âm đô mà có nốt rê, thì sao? Đô rê so. Khi mà S2 hoặc là S9 thì chúng ta có quyền, hoặc là chúng ta không có quyền nghỉ những cái nốt 7, những cái nốt dưới nó, chỉ xài đô mi son rê thôi, hoặc là đô rê son. Rồi, kế tiếp là hợp âm sút 4. Sút 4 thì chúng ta nghe quen thuộc quá. Thí dụ như là hay quýnh đô nè, đô nè, son đô mi, đô pha, tức là hợp âm đô một có bậc 4, đô một có pha. Nó lặp đi lặp lại cái bậc 4 nó liên tiếp, mà không phải là hợp âm pha, hợp âm đô. Đó là đô sút 4. Rồi, nãy là tiến trình hợp âm đi là toàn là bậc lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Có bậc chẵn không các bạn? Có, vừa có cái sút đó, còn một cái chẵn nữa là bậc bậc 6. Đô, rê, mi, fa, son, la. Tức là hợp âm đô 6 là đô có nốt la. Đô, mi, son, la. Đô, mi, son, la. Đô, mi, son, la. Thấy không các bạn? Đô, mi, son, la. Đây, bấm vậy. Rồi có một hợp âm có la mà có rê, tức là hợp âm đô 6 9. Đô mi son la rê. Nó đây. Nó út làm gì? Đánh theo nó son. Không có cũng vô hại. Tại chúng ta có bốn ngón. Đô. Nói nôm na bình dân là đô trưởng 69. Đó các bạn, khá nhiều, đúng không? Nhắc lại, đô, đô major 7. Rồi gì nữa? Đô major 79. Đô major 79 cộng 11, tức là đô mà có pha thăng. Đô 13, có si, có pha, có rê và có lá. Đây. Đô 6. Đô 6 9. Đó. Các bạn thấy không? Đây. Rồi đô đô này. Đô có rê, đô sút 2. Đô sút 4. Trên đây là một số hợp âm bậc trưởng mà chúng ta tập bằng tông đô. Chúng ta có thể tập nhiều tông khác để chúng ta nắm được hợp âm. Khi chúng ta nắm được hợp âm, tức là chúng ta nắm được cái khung xương của cấu tạo âm nhạc, tùy theo tính chất, tùy theo mode. Còn nhiều vấn đề thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Nhưng mà chúng ta nắm được cái đó thì tức là chúng ta biết chắc chắn rằng những cái nốt đó cũng như là thành viên trong gia đình đó, chúng ta có quyền gọi tên ra bất cứ lúc nào. Vấn đề là sắp câu cho nó hay. Chúc các bạn thành công.